toàn thể quý vị đại biểu. Lời đầu tiên thì cho phép tôi được gửi lời một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Vâng, tôi tên là Trịnh Quốc Vương, rất là vinh hạnh đối với tôi ngày hôm nay khi được sự tin tưởng của chủ đầu tư Mastery. Khi tôi đứng ở đây với cương vị là một người dân giá, sẽ giới thiệu cho mọi người tất cả những thông tin về quận Long Biên cũng như về dự án mà chúng ta đang quan tâm, dự án Premier Forever. Thưa tất cả quý vị, để cho buổi chương trình ngày hôm nay của tôi được diễn ra thành công nhất, tôi rất là mong được sự quan tâm, lắng nghe từ tất cả các quý vị đang ngồi ở đây. Và hơn nữa, chúng ta cần một sự khởi đầu thật là hưng phấn. Tôi xin phép mọi người một tràng pháo tay nữa đông không ạ? Vâng, xin thành cảm ơn. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi ngày hôm nay là gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về quận Long Biên có một nét đẹp tiềm ẩn như thế nào. Phần thứ hai, tôi sẽ đi sâu vào giới thiệu cho mọi người về dự án Premier Forever, dự án mà chúng ta đang quan tâm. Tại sao tôi nói ở đây là đẳng cấp hội tụ. Và phần cuối cùng, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người trả lời tại sao bạn nên chọn dự án Premier Forever là nơi an cư lập nghiệp. Thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang nhìn thấy ở đây đó chính là cây cầu Long Biên. Cây cầu được hình thành vào những năm thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là với mục đích là kết nối và giao thông hàng hóa, vũ khí, phương tiện của thực dân Pháp qua hai bên của sông Hồng, thưa quý vị. Và cây cầu này rất là có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước nói chung và quận Long Biên nói riêng, khi cây cầu Long Biên là cây cầu đầu tiên kết nối giữa quận Long Biên vào trung tâm thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của bản đồ địa chính của quận Long Biên chúng ta. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy quận Long Biên chúng ta có một nét đẹp rất là tiềm ẩn. Tại vì sao tôi nói như thế? Nằm giữa hai con sông lớn đó là sông Hồng và sông Đuống, giúp cho Long Biên chúng ta có một không khí rất là trong lành, cùng với đó tạo nên một sinh khí cực kỳ thịnh vượng cho những người dân sống trong khu vực Long Biên. Hai nữa thì quận Long Biên chúng ta được hình thành vào những năm 2003, nhưng ngày càng thể hiện được cái chỗ đứng của mình khi liên tục những năm gần đây quận Long Biên chúng ta đứng đầu thủ đô về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đất nước. Thưa quý vị, quận Long Biên chúng ta cũng là một quận có diện tích lớn nhất, lên tới đó là 6.038 hecta. Ngay sau đây tôi sẽ đi sâu vào, quý vị nhìn thấy đó là những lợi thế của quận Long Biên chúng ta đang sở hữu những lợi thế như thế nào. Đầu tiên đáng nói đến nhất ở đây đó là lợi thế về vị trí địa lý. Về quận Long Biên chúng ta chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội chỉ 2 km, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội qua hai cây cầu, đó là cầu Trương Dương, cầu Long Biên, rất là dễ dàng. Lợi thế thứ hai đó là liền kề khu vực Bắc Ninh và Hưng Yên. Và cuối cùng, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến sân bay Nội Bài bằng con đường đại lộ Trường Sa, thì quý vị có thể di chuyển chỉ trong vòng 30 phút đổ lại thì có thể dễ dàng di chuyển đến sân bay Nội Bài rồi. Ngoài những lợi thế về vị trí địa lý thì chúng ta quận Long Biên có những lợi thế về hạ tầng xã hội đến hình như đang nói đến nhất ở đây. Quý vị có thể dễ hình dung rằng quận Long Biên chúng ta về hệ thống giao thông rất là tiên tiến, khi có những cây cầu, con đường lớn. Cây cầu đây là gì? Có cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Long Biên, cầu Đông Trù hay cầu Đuống. Những con đường lớn như đường Nguyễn Văn Cử, đường Ngô Gia Tự, đường 5 và đường 5 kéo dài giúp cho Long Biên có thể di chuyển dễ dàng vào trung tâm thành phố Hà Nội hay là đến các khu vực lân cận. Ngoài ra, về quận Long Biên chúng ta có những cái trung tâm thương mại lớn, như trung tâm thương mại đáng nói đến nhất ở đây đó là Aeon Mall Long Biên, là một trong những đại siêu thị lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo đó là trung tâm thương mại Savico Mega Mall, hay còn gọi đó là Big C Long Biên, thì cũng là một trung tâm thương mại rất là lớn của nước ta. Cơ sở y tế giáo dục của đất nước, của quận Long Biên cũng có rất là nhiều. Khi về cơ sở giáo dục, chúng ta có những gì? Có các trường học quốc tế như trường Vinschool, trường Wellspring, trường BIS, đều là những trường rất là nổi tiếng. Về những trường công lập như trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiểu, trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, trường Trung học Cơ sở Ái Mộ, đều là những trường rất là đẳng cấp. Về bệnh viện thì chúng ta có Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh,
bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Và cùng vị trí của quận Long Biên chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến những cái bệnh viện lớn như trong trung tâm thành phố Hà Nội, như bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hay bệnh viện Hẻ Nhai thì đều rất là dễ dàng. Đó là những lợi thế về hạ tầng xã hội mà Long Biên chúng ta sở hữu được. Thưa quý vị, hình ảnh chúng ta tiếp theo, tôi cho mọi người nhìn thấy cái hình ảnh đây là hình ảnh quy hoạch rất là đắt giá của quận Long Biên chúng ta. Chính vì cái lợi thế vị trí địa lý nằm giữa hai con sông Hồng và sông Đuống, ngoài được thừa hưởng những cái bầu không khí trong lành cùng với cái sinh khí thịnh vượng, thì quận Long Biên chúng ta đã được thành phố Hà Nội ưu ái rất là nhiều, khi có rất là nhiều tầm nhìn chỉ đến năm 2021 thôi chúng ta sẽ có ít nhất là 4 cây cầu bắc qua. Điển hình chúng ta nhìn ở đây đó là quy hoạch cây cầu Tứ Liên bắc từ khu vực phía Quảng An, Tây Hồ sang khu vực phía bên Đông Anh, đường dẫn cầu là đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Quy hoạch thứ hai đó chính là quy hoạch cầu Đuống. Hiện tại thì bắc từ phía vùng binh của Ngô Gia Tự sang khu vực phía Bắc Ninh. Quy hoạch thứ ba là quy hoạch cầu Giang Biên nối từ cuối đường Chuối Mân, thưa quý vị, sang khu vực Bắc Ninh, đường dẫn cầu sang khu vực là Ninh Hiệp, Bắc Ninh. Cầu Trần Hưng Đạo bắc từ khu vực Trần Hưng Đạo, cụ thể là gần khu vực là bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sang khu vực Long Biên chúng ta. Một thông tin quy hoạch nữa tôi muốn nhắc đến cho mọi người ở đây đó là thông tin quy hoạch xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Chúng ta có thể dễ nhận biết rằng khi di chuyển từ bên Long Biên sang khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, di chuyển qua con đường Minh Khai thì hệ thống hạ tầng cũng như là đường xá đang được xây dựng rất là gấp rút và phục vụ cho cái nhu cầu là kết nối tuyến đường vành đai 2 chúng ta được thông suốt. Thì sau khi những cái dự án quy hoạch tôi vừa nhắc đến ở đây chúng quý vị được thấy thì ít nhất 4 cái cầu xây dựng lên thì sẽ tạo thành như thế nào ạ? Sẽ tạo thành 4 vùng kinh tế mới cho quận Long Biên. Cùng với đó quận Long Biên chúng ta sẽ có một cái lợi thế cũng như là giá đất, giá bất động sản của chúng ta sẽ tăng vọt hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, quận Long Biên chúng ta có những gì ạ? Tốc độ đô thị hóa cao nhất, hệ thống giao thông tốt nhất và diện tích rộng nhất lên tới 6.038 hecta. Đó là những gì tôi muốn truyền đạt về quận Long Biên cho tất cả mọi người được biết. Thưa quý vị, vâng, ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một dự án mà chúng ta đang rất là quan tâm và cũng như là nội dung chính của phần trình bày của tôi. Đó là dự án Premier Believer, đẳng cấp, vượt trội, giá hợp lý, thanh toán linh hoạt, sở hữu dễ dàng là những điều tôi muốn nhắc đến. Thưa quý vị, tại vì sao phần đầu trình bày của tôi lại giới thiệu dự án Premier Believer của chúng ta là một dự án có đẳng cấp hội tụ, thưa quý vị? Đẳng cấp hội tụ ở đây là như thế nào? Là được hợp tác với những ông lớn trong từng lĩnh vực. Cụ thể nhất ở đây, đáng nói đến nhất đó là chính là thương hiệu bất động sản Mastery, là một thương hiệu bất động sản, thưa quý vị. Các quý vị ở đây là dân ở đa số là chúng ta là ở Hà Nội, cho nên là có thể là hơi xa lạ so với thương hiệu bất động sản Mastery. Nhưng thưa quý vị, thương hiệu bất động sản Mastery là một thương hiệu rất là có tiếng và có tiềm lực ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh với tổng quy mô là 5 dự án lớn. Thưa quý vị, thương hiệu bất động sản Mastery luôn khẳng định mình là một thương hiệu rất là uy tín, đem đến giá trị vượt trội cho người dân. Và nói đến nhất tiếp theo ở đây đó là ngân hàng bảo lãnh và cho vay dự án, đó chính là ngân hàng Techcombank, là một ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, thưa quý vị. Và thứ ba, nhà thầu ở đây chúng ta là ai? Là tổng thầu xây dựng Cô Tân Công, là một tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam với bề dày kinh nghiệm lên tới 20 năm trong ngành lĩnh vực xây dựng của mình. Chúng ta đi sâu vào chủ tư Mastery. Chủ tư Mastery hình ảnh quý vị đang nhìn thấy ở đây đó chính là khu dân cư cao cấp Mastery Thảo Điền. Chủ tư cao cấp nằm ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Thực vị trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì có hai khu vực đang rất là nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Ngày trước thì có khu vực là Phú Mỹ Hưng, thưa quý vị, và mới hình thành và mới phát triển tầm 7-8 năm gần đây, khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh là một nơi lý tưởng của các chủ đầu tư lớn. Cùng với đó, khu vực này là một vị trí
có giá bất động sản rất là đắt đỏ. Khu vực cao cấp Mercury Thảo Điền thì cũng không nằm trong ngoại lệ, nằm ở khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, là một quần thể chung cư cao cấp mà được cư dân trong thành phố Hồ Chí Minh săn đón rất là nhiều. Hình ảnh thứ hai đó là Mercury An Phú, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức ra mắt vào quý 1 năm 2018, dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2019. Cũng là một chung cư cao cấp. Đang nói đến tiếp theo, một dự án thứ ba mang tên thương hiệu bất động sản Mercury, đó chính là Millennium, nằm ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, đã bàn giao vào quý 2 năm 2018. Thưa quý vị, Millennium là một dự án hiện tại đang có mức giao dịch khá là thành công trong thành phố Hồ Chí Minh, mức giao dịch ở đây lên tới từ 58 đến 65 triệu một mét, chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng như thế nào ạ, là một chung cư hạng sang, một trong những chung cư hạng sang của thành phố Hồ Chí Minh và đang được người dân săn đón rất là nhiều, là một khu vực rất là đẹp, có cả view sông, có cả view sông xung quanh, đường xá rất là đẹp. Vâng, thì về đơn vị hợp tác thứ hai đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng Techcombank. Quý vị chắc ai trong đây cũng biết đến sự thành công của tập đoàn Vingroup, Sun Group hay là Eurowindow, thì là những ông chủ bất động sản rất là thành công trong lĩnh vực của mình. Nhưng đứng đằng sau những sự thành công đấy là ai ạ? Đó chính là một thế lực tài chính, Ngân hàng Techcombank, đứng sau những cái sự thành công của các dự án của các ông chủ này. Ở Ngân hàng Techcombank, quý vị, là một ngân hàng có rất là nhiều những tiềm lực kinh tế tài chính, luôn có những cái chính sách cũng như là cái chính sách rất là tốt cho dự án mà ngân hàng này bảo lãnh. Đây đó chính là thư bảo lãnh bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai của Ngân hàng Techcombank cho dự án Premier Believer của chúng ta. Nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm đặt tin tưởng vào dự án Premier Believer. Vâng, tổng thầu cô Techcom với 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Đây là hình ảnh tòa lan mát 81 tầng do chính nhà thầu cô Techcom xây dựng và đã hoàn thành vào năm 2018. Thưa quý vị, là một tòa nhà theo cái thống kê của thế giới gần đây, tòa nhà lan mát 81 tầng của Việt Nam đã đứng thứ 8 thế giới về chiều cao, cao lên tới 416m. Thưa quý vị, tòa nhà được mang theo thiết kế của hình bó tre, là hình ảnh của dân tộc Việt Nam. Rồi. Và đây ạ, đây là hình ảnh thực tế của nhà thầu Cô Tích Công đã xây dựng dự án Premier Believer của chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng như thế nào ạ? Có một nhà thầu Cô Tích Công có một công nghệ xây dựng rất là tiên tiến, khi mặt tường ngoài của dự án tất cả là bằng bê tông và được lên khuôn rất là đẹp, rất là chi tiết, rất là nét, thưa quý vị. Đối với những công trình quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy những cái dự án khác thì chỉ là đổ cột lên và xây dựng, đúng không ạ? Thì dự án chúng ta đây, toàn bộ mặt ngoài là xây dựng bằng bê tông và được lên khuôn rất là đẹp. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cụ thể chi tiết về dự án Premier Believer. Ý nghĩa của cái tên này là như thế nào ạ? Premier đó chính là số 1 đứng đầu, Believer tính là tên của dự án, hay nói cách khác đó là dự án nằm ở lô đất số 1, đồ 01. Vâng, tổng quan của dự án, tổng diện tích đất ở đây là 2.650m2, quy mô dự án gồm một tòa tháp cao 25 tầng, gồm 2 tầng tiện ích chung, 23 tầng căn hộ, 3 tầng hầm. Diện tích căn hộ, căn 2 phòng ngủ từ 71,6 đến 88,5m2, căn 3 phòng ngủ là 105,4 đến 124,6m2, loại hình căn hộ là căn 2 đến 3 phòng ngủ. Tổng số lượng căn hộ ở đây là 210 căn hộ và 6 căn penthouse, dự kiến bàn giao là vào quý 4 năm 2019. Hình thức bàn giao hoàn thiện cơ bản, hình thức sở hữu là lâu dài. Thưa quý vị, ở một vị trí tiếp theo tôi muốn nhắc đến dự án Premier Believer chúng ta nằm ở một vị trí rất là đặc biệt, nằm ở trung tâm Bồ Đề của quận Long Biên. Ở Long Biên chúng ta thì Bồ Đề là được gọi như là trung tâm, huyết mạch, trái tim, hay còn có nói cách khác đó là chính là phố cổ của khu vực Long Biên chúng ta. Thì ở vị trí này chúng ta thì sao ạ? Chúng ta có thể rất là dễ dàng
di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội qua cây cầu Trương Dương thì chỉ mất bao nhiêu? Chỉ gồm có 5 phút đồng hồ là chúng ta có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội rồi. Chúng ta có thể tận hưởng những cái tiện ích, rất là nhiều những tiện ích ở đấy. Và kết nối vùng như đến chỗ Bồ Đề này rất là gần, trường quốc tế West Spring, sân golf Long Biên, hai đến Iomo Long Biên, sân bay Gia Lâm, Sapeco Megamall thì đều rất là dễ dàng. Liên kết vùng rất là dễ dàng. Vâng, từ 7 đến 15 phút thì sao ạ? Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển vào Hồ Gươm, Cung Thiếu Nhi, nhà hát lớn Hà Nội, trung tâm hành chính dân sự và ngân hàng nhà nước, bệnh viện Việt Đức hay là trung ương quân đội 108. Thì đó là một liên kết vùng rất là tuyệt vời của dự án chúng ta. Ngoài ra, trong dự án thì có những gì ạ? Chúng ta có tiện ích rất là vượt trội. Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy đây, đó chính là bể bơi. Có Win Spa, bể bơi, khu mua sắm thì tất cả đã được tổ hợp ở trong tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà. Đây là hình ảnh bể bơi ạ, được thiết kế rất là riêng tư. Hình ảnh shop house thương mại phục vụ cộng đồng dân cư thì nằm trọn gói ở dưới tầng 1 của dự án. Một số hình ảnh sánh đón hiện đại. Vâng, về mặt bằng tiện ích, dự án chúng ta có những gì? Có bãi đậu xe tầng hầm, có sảnh đón chính, sảnh đón phụ, ghế thư giãn, lối đi nội bộ, bãi đậu xe ngoài trời, có khu shop house hay phòng sinh hoạt cộng đồng nằm trọn gói ở dưới tầng 1 của dự án, hồ bơi trong nhà, phòng gym hiện đại hay khu spa chăm sóc sức khỏe thì nằm ở đâu ạ? Nằm trọn gói trên tầng 2 của dự án. Từ tầng 3 trở lên đó là căn hộ chung cư cao cấp. Thưa quý vị, đây là hình ảnh mặt bằng điển hình của căn hộ chúng ta. Một mặt sàn chúng ta là gồm có 10 căn hộ. Từ thiết kế tôi đánh động ở đây đó là căn 2 phòng ngủ. Diện tích là từ 71 đến 88 mét vuông. Đây là căn 2 phòng ngủ ạ. Và căn 3 phòng ngủ là tôi đánh dấu nhạt hơn. Quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy diện tích là từ 105m đến 124m. Các căn hộ ở đây thì được thiết kế rất là thông minh, bố trí hợp lý. Và quý vị có thể thấy được rằng 100% căn hộ thì đều được lấy ánh sáng và gió tự nhiên từ phía bên ngoài vào. Và các căn hộ ở đây đều có ít nhất là 2 ban công. Hệ thống thang máy thì gồm có 4 thang máy với mật độ là 52 căn hộ trên một thang, là một bộ mật độ rất là lý tưởng của dự án. Đây chính là mặt bằng điển hình của căn hộ 2 phòng ngủ. Quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy chúng ta có 2 ban công rất là rộng. Ban công rất là rộng. Điều đáng lưu ý nữa đó là như thế nào ạ? Đó là hệ thống phòng khách và phòng ăn được thiết kế liền mạch, thì khi chúng ta bước vào căn hộ tạo cho chúng ta một cảm giác rất là rộng rãi và chúng ta có thể dễ dàng thiết kế đặt các vị trí rất là dễ dàng. Đây là mặt bằng của căn hộ 3 phòng ngủ, đều có 2 ban công rất là lớn, thích hợp với gia đình 3 thế hệ. Đây là một số hình ảnh thiết kế tham khảo mà quý vị có thể tham khảo luôn. Vâng, ngoài ra thì dự án chúng ta có một mức giá và chính sách rất là hấp dẫn. Thưa quý vị, về mức giá ở đây, mức giá là từ 30 đến 37 triệu trên một mét vuông. Và chính sách là như thế nào ạ? Chính sách là được chiết khấu lên tới 5,5% giá trị căn hộ khi khách hàng thanh toán bằng nguồn vốn tự có. Cùng với đó là có sự hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, gói ưu vay ưu đãi 3.0, không lãi suất trong vòng 12 tháng, không phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Và như thế nào ạ? Không trả nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Đó là một chính sách rất là tuyệt vời của ngân hàng Techcombank đem đến cho dự án của chúng ta. Thưa quý vị, và quý vị có thể vay tối đa 70% giá trị của căn hộ. Vâng, vì những lý do tôi vừa nêu lên cho mọi người thì tôi tổng kết lại ở đây những lý do nhất định chúng ta phải lựa chọn dự án Fredimir Believer. Thưa quý vị, dự án chúng ta có những gì? Chủ đầu tư uy tín, chất lượng cao cấp, giá cả hợp lý, vị trí vàng, tiềm năng tăng giá cao. Cùng với đó là chính sách bán hàng đột phá, là tất cả những gì mà tôi muốn nói đến cho mọi người của dự án Fredimir Believer chúng ta. Vâng, một lần nữa, kính chúc quý vị có một lựa chọn, đưa ra một lựa chọn hợp lý về tổ ấm của mình. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Với những cái lợi thế mà anh đưa ra về cái dự án Fredimir Believer thì tôi thực sự vẫn đang thắc mắc là tại sao
tôi lại nên chọn mua dự án này? Anh có thể trả lời thêm, giải thích thêm là tại sao tôi nên lựa chọn dự án này mà không phải là dự án khác cùng phân khúc được không ạ? Vâng, thưa anh, rất là cảm ơn câu hỏi của anh. Thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh như sau. Về dự án Premier Believer, tại vì sao tôi nói chúng ta nên lựa chọn dự án Premier Believer thay vì lựa chọn dự án khác, thưa quý vị? Thì dự án của chúng ta thì thứ nhất là tôi muốn nói đến đó là một vị trí, nằm vị trí rất là đẹp, nằm vị trí trung tâm của quận Long Biên, đó là vị trí Bồ Đề rồi. Thì từ vị trí của dự án Premier Believer, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến các tiện ích. Cùng với đó là chúng ta từ dự án thì chúng ta một bước chân có thể đến ngàn tiện ích, di chuyển chỉ trong 100 mét thôi ra tuyến đường Nguyễn Văn Cử, là con đường sầm uất bậc nhất của quận Long Biên chúng ta. Ở đây chúng ta có những gì ạ? Có khu trung tâm mua sắm, có tất cả những cái khu tiện ích thì đã nằm trọn gói ở đây. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói đến cho mọi người, về để ở thì rất là đẹp rồi, ở đầu tư thì cũng được là một cơ hội đầu tư rất là lớn, khi dự án của chúng ta là một trong những dự án chung cư cao cấp ở Long Biên. Và Long Biên chúng ta sau khi có những cái thông tin quy hoạch đặt mục đích cho mọi người vừa nãy, thì sau 3 năm tới thôi Long Biên chúng ta sẽ có rất là nhiều những quy hoạch về hạ tầng xã hội và giao thông giao thông, thì giá đất của bất động sản Long Biên sẽ tăng lên rất là nhiều. Do thế cho nên đây là một cơ hội đầu tư rất là hấp dẫn, tại vì chúng tôi hiện tại đang ra lễ mở bán đợt 1, cho nên là bao giờ cũng thế, đầu tư đợt đầu bao giờ cũng là đem lại một lợi ích rất là rõ ràng. Đó là câu trả lời của tôi dành cho câu hỏi của anh. Ok, thế thì như thế này, theo như cách như trả lời của anh thì bây giờ tôi đang có một thắc mắc là với cùng một cái phân khúc tương tự như với dự án Premier Believer thì dự án Northern Diamond nó có một cái vị trí nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Ví dụ về cái vị trí của Northern Diamond là hai mặt tiền cực kỳ lớn, đường cực kỳ rộng, rộng có thể nói là gấp 4 lần so với vị trí của Premier Believer. Cái thứ hai là từ dự án Northern Diamond vào trong bên phố sẽ còn gần hơn rất là nhiều nữa, bởi vì vào trong Time City, khu vui chơi lớn nhất thì cũng rất là gần, và sang Aeon cũng rất là gần. Đấy là về vị trí. Thứ hai là về cái mức độ hoàn thiện của Northern Diamond, tôi cũng đã tham khảo bên đó thì tôi thấy mức độ hoàn thiện nhiều hơn so với mức độ hoàn thiện của Premier Believer. Và thứ ba nữa là dự án Northern Diamond đã có thể về ở được ngay rồi, và tôi vẫn được hưởng cái chương trình chính sách ưu đãi của ngân hàng. Hai cái đều cùng được hưởng chính sách, nhưng cái Northern Diamond thì vẫn được hưởng chính sách mà được về ở được ngay luôn rồi cơ. Vậy thì anh có thể giải thích được cái vấn đề này rõ hơn được không? Vâng, ngay sau đây tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh về vấn đề so sánh giữa dự án Premier Believer và dự án Northern Diamond. Thưa anh, thì dự án Premier Believer của chúng ta, vâng, dự án Northern Diamond thì cũng nằm ở một vị trí rất là thuận lợi, thì đối diện của dự án đấy đó là chính là đại siêu thị lớn nhất của chúng ta, đó là Aeon Mall Long Biên. Nhưng mà về cái vị trí của chúng ta khi di chuyển vào khu vực phố cổ thì vị trí Believer cũng sẽ rất là dễ dàng di chuyển hơn rất là nhiều. Cùng với đó, đó là nằm ở khu vực của quận Bồ Đề, được gọi là trung tâm huyết mạch của quận Long Biên rồi, thì nhiều người quan tâm cái vị trí khu vực Bồ Đề cũng rất là dễ hiểu. Tại sao? Tại vì là bây giờ cái mức giá dao động của Northern Diamond cũng khá là ngang bằng so với dự án Premier Believer của chúng ta. Về dự án của chúng ta thì như thế nào ạ? Thì sở hữu cái quần thể, sở hữu thứ nhất lợi thế hơn, sở hữu quần thể tốt hơn, đẹp hơn so với dự án Northern Diamond. Thứ hai là như tôi đã nói, dự án của chúng ta được xây dựng cũng như là được xây dựng bởi những chủ đầu tư uy tín, được xây dựng bởi nhà thầu kinh nghiệm về chất lượng và giao công trình, cũng như là về quản lý vận hành thì được trực tiếp bởi chủ đầu tư Mastery. Cho nên là về cái chất lượng sống của người dân trong khu vực dự án Premier Believer thì rõ ràng là tôi nghĩ là sẽ là chất lượng hơn rất là nhiều so với dự án mà anh đang rất là quan tâm, là dự án Northern Diamond này.
Vậy thì tôi hoàn toàn có thể thuê Mastery về quản lý cái Norton Diamond. Vậy là xong, đúng không? Và ngoài ra thì anh cho rằng cái quần thể của Bear River rất là tốt. Thì nhưng mà trong cái bài giới thiệu của anh và cái sự quan sát của tôi ở dự án Norton Diamond, thì bài thuyết trình của anh là có một tòa có 3 tầng hầm, tức là chỉ có một tòa duy nhất. Thì tức là nó chỉ có đúng một tòa với diện tích, hình như nãy anh nói tôi nhớ không nhầm là 2.500 mét vuông gì đó. Thì Northern Diamond diện tích nó sẽ lớn hơn, và ngoài ra cái khuôn viên cây xanh rộng hơn rất là nhiều, và có tầm view nhìn ra sông Hồng nữa. Thế thì tôi chưa thấy được rằng là cái quần thể của Premier Bear River cao hơn so với Northern Diamond. Anh có thể giải thích rõ hơn về cái quần thể của cái Bear River này không? Vâng, thưa anh, thì quần thể của Bear River thì tổng quần thể của Bear River là gồm có 3 khu đất, đó là NO01, NO02 và NO03. Hiện tại dự án của chúng ta đang nằm ở vị trí lô đất thứ NO01, thưa quý vị. Và thưa anh, là sau khi hiện tại thì tòa NO03 Bear River, NO03 thì đã hoàn thành rồi và đã đưa vào ở cách đây một vài năm rồi. Cùng với đó là dự án chúng ta là Premier Bear River là nằm ở vị trí lô đất số 1, và đối diện đó là quần thể là như thế nào? Là lô đất số 2. Thì sau này khi tất cả quần thể đã lên rồi thì nó là một quần thể, tổng diện tích đất của quần thể dự án chúng ta thì rộng hơn rất là nhiều so với Northern Diamond. Ok, vậy thì tôi đang thắc mắc một điều rằng thế thì như anh nói thì là nó sẽ xây đồng, là sửa như xây cùng 5 tòa lên đi. Nhưng mà nó có cùng vận hành cùng một đơn vị đâu, và nó cũng không hề cùng một chủ đầu tư, nó cũng không hề cùng một mức giá. Thế thì nó đâu thì coi là một quần thể được. Nó quần thể nó là phải đồng bộ từ đơn vị vận hành, đúng không ạ? Thế thì đối với cái gì như anh nói thì cái lựa chọn của Bear River tốt hơn của Norton nó chính là được Mastery quản lý và chất lượng công trình. Thì hiện tại tôi chưa được biết là công trình chất lượng như thế nào, cũng như là chưa biết cách vận hành của Mastery ra làm sao. Thì hoàn toàn tôi có thể thuê chính ông Mastery này về, nếu mà cảm thấy ông Mastery này là một đơn vị vận hành tốt, tôi hoàn toàn có thể thuê ông Mastery về vận hành cho toàn Northern Diamond của tôi. Đó là chuyện rất là đơn giản. Còn chất lượng công trình thì hiện tại chất lượng công trình tôi đã xong rồi, và khách hàng đã nghiệm thu rồi, và không có phàn nàn gì cả. Thế nên là cái Bear River của anh thì ví dụ như là cái chỗ ba cái tòa chung cư mà đã có sẵn rồi thì đang được vận hành, có phải của Mastery không? Không ạ. Thế thì làm sao mà có thể coi đó là một quần thể chung được? Kể cả sau này nó có là một quần thể thì tôi nghĩ là với cái vị trí dự án như anh vừa nói thì cái giường ở trong khu nội khu nó quá bé. Nếu như mà sau này mà có xây dựng hết cả 5 tòa lên thì tôi nghĩ là trường hợp ở trong đấy nó sẽ tắc đường rất là nhiều so với cái Northern Diamond đấy. Còn về câu hỏi của hai anh chị thì có thể là tôi sẽ cân nhắc lại một nghiên cứu thêm và có thể trả lời anh chị trong thời gian sớm nhất. Hiện tại thì với cái vị trí của quận Long Biên, với vị trí của dự án Premier River thì có rất là nhiều lợi thế. Có thể vị trí của nó, đường xá đi lại thì nó không được bằng như dự án Northern Diamond, nhưng so với những dự án lân cận khác như thế nào ạ? Chúng ta có thể so sánh với dự án ví dụ như An 18 hay những dự án khác thì sở hữu cái quần thể mà trong trung tâm của quận Long Biên, thưa anh, trong trung tâm quận Long Biên mà được sở hữu quần thể như Bear River và nằm trong khu vực Bồ Đề, tôi nghĩ là rất là đẹp rồi, rất là đẹp. Và tóm lại là nó không có một cái gì nó bật hơn so với đối thủ cạnh tranh như là Northern Diamond, đúng không ạ? Vậy thì tôi đây sẽ đưa ra một cái dự án nó ở cái mức nó thấp hơn một chút đi. Nó sẽ gọi là nó sẽ hơi khập khiễng một chút để so sánh. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ đưa vào so sánh, đó là dự án Eco City. Dự án Eco City có mức giá thậm chí là còn rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà hiện tại đã về ở được rồi. Quần thể cây xanh còn rộng hơn rất là nhiều nữa, mà chất lượng hoàn thiện còn tốt hơn nữa cơ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lợi thế hơn được cái dự án Eco City, khi mà Eco City nó quá nhiều lợi thế? Vâng,
nếu mà anh cũng muốn so sánh, à ra anh là nếu mà anh đang muốn so sánh về dự án Premier Forever cùng với dự án Eco City thì dự án Premier Forever đang có một lợi thế hơn rất là nhiều. Hiện tại mức giao dịch của dự án Eco City đang là 30 đến 32 triệu mét vuông thì đã cùng phân khúc giá với dự án của chúng ta rồi. Trong khi đó dự án chúng ta thì có như thế nào ạ? Sở hữu lợi thế về vị trí tốt hơn rất là nhiều. Khi nằm trung tâm Long Biên thì có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội. Thì lợi thế đó là một lợi thế rất hơn rất là nhiều. Cái thứ hai, cơ hội đầu tư khá là hấp dẫn. Tại vì dự án của chúng ta thì chưa bàn giao và đang mở bán đợt 1 thì cơ hội chúng ta đầu tư vào và khả năng sinh lời sẽ cao hơn rất là nhiều so với dự án Eco City hiện tại thì đã bàn giao về ở rồi. Đó là những cái lý do mà tôi muốn nói đến. Và dự án chúng ta tiếp theo đó, vâng, về vị trí địa lý cũng như là khả năng tiềm lực để đầu tư thì đẹp hơn rất là nhiều. Và dự án chúng ta thì có cái diện tích linh hoạt hơn rất là nhiều, khi diện tích lớn nhất ở đây lên tới 124m thì có thể phù hợp để người dân có những cái gia đình 3 thế hệ thì dễ dàng đến ở hơn rất là nhiều. So với Eco City thì dự án chúng ta còn có như thế nào ạ? Mỗi căn hộ thì đều có 2 ban công, dự án Eco City không có điều đấy. Thưa quý vị, như nào ạ? Vị trí này, ban công hay là thiết kế diện tích căn hộ thì đều hợp lý hơn rất là nhiều so với dự án Eco City. À, tôi hỏi một tí, tức là bạn nói là cái điểm mạnh của cái Bayview này là thứ nhất là cái vị trí này. Thế thì tôi muốn hỏi rằng là nếu mà với cái phân khúc đấy, vị trí đấy, thậm chí là bên dưới nó còn có thêm cả những cái tiện ích mà tôi không cần phải đi đâu cả, tôi có thể chọn Vipac thì sao? Vipac hiện tại thì đang có mức giá giao dịch, nếu mà những cái căn như là bình thường bên trong thì có mức giao dịch là từ ít nhất là từ 3840. Những cái căn view sông mà nếu mà bạn lựa chọn được những căn view sông đẹp thì mức giá giao dịch lên tới 65-70 là rất là bình thường, 65 triệu đến 70 triệu một mét vuông. Đó là một cái mức giá. Tôi nghĩ là nếu mà chọn mặt ở bên trong ấy thì Mỹ Bách nó khó lòng nào mà đẹp bằng cái dự án Bayview. Và nếu mà chọn những cái căn như căn view sông thì mức giá hơn, cao hơn rất là nhiều, nó khác xa, thậm chí là gấp đôi so với mức giá Bayview. Ok, vậy coi như những cái quan điểm của anh là những cái điều nó rất là đúng đắn. Vậy anh có thể cho biết tỷ lệ lấp đầy của dự án là bao nhiêu phần trăm? Và con số cụ thể. Hiện tại thì chúng tôi đang mở bán đợt 1 và đã bán được ít nhất là 1/3 tất cả căn hộ đây rồi. Dự kiến là đến khi tòa nhà đã cất nóc hay là dự kiến khi về ở thì tỷ lệ lấp đầy là gần như là đến 80-90%. Ý tôi là con số cụ thể của hiện tại bây giờ. 1/3 của anh thì dự án có bao nhiêu căn? Và bán được bao nhiêu căn rồi? Dự án chúng ta hiện tại thì đã bán được đâu đó rơi tầm 5-6 căn rồi. Là 60 căn, đúng không ạ? Vâng. Khoảng 60 trên bao nhiêu căn nhỉ? 210 căn. Vậy thì với những cái lý do mà anh đưa ra là tuyệt vời các dự án khác thì tại sao tỷ lệ lấp đầy mới chỉ có 30%? Trong khi đó các dự án khác gần như tỷ lệ lấp đầy đã gần như là full. Vâng, thì về dự án của Bayview thì cũng có một số cái lý do mà khách hàng đang còn khá là phân vân. Thì tại vì là nằm ở quần thể khu vực Bayview cũ nên là một số khách hàng có thể chưa tin tưởng và chưa có thể hình dung rõ được dự án Bayview chúng ta có những lợi thế như thế nào. Lợi thế như thế nào? Về chủ đầu tư thì khách hàng vẫn đang còn khá là xa lạ so với Mastery. Khi chưa được nghe thuyết trình về dự án về chủ đầu tư Mastery thì mọi người hầu như là khá là xa lạ và có thể chưa đặt niềm tin tưởng vào chủ đầu tư dự án. Cùng với đó là về một cái mức giá như này thì mọi người cũng đang rất là cân đối. Nhưng mà sau khi một thời gian nữa, sau khi mà dự án chúng ta đã lên tầng cao rồi cũng như cất nóc rồi, nhìn thấy về cái tiềm lực cũng như là về cái chất lượng mà ra công trình thì tỷ lệ lấp đầy sẽ rất là cao. Đấy là cái kỳ vọng của anh chứ không phải là cái thực tế, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng là như anh vừa nói là mọi người vẫn chưa tin tưởng. Thế rõ ràng chủ đầu tư chưa phải là một chủ đầu tư thực sự là uy tín, đủ tầm cỡ để có thể làm cho mọi người tin tưởng, đúng không ạ? Chủ đầu tư là một chủ đầu tư rất là uy tín, hay. Nhưng mà khá là xa lạ so với cư dân ở thành phố Hà Nội. Cho nên là người dân chưa biết đến được nhiều so với chủ đầu tư Mastery. Cùng với đó là so với dự án
dự án Deliver cũ thì đã dính dáng đến một số những cái vấn đề, nổi cộm, cho nên là người dân đang còn rất là dè chừng. Anh có thể nêu rõ cái vấn đề nổi cộm đó được không? Là vào những năm mà bàn giao thì dự án Deliver cũ thì đã bàn giao chậm tiến độ, cùng với đó đó là chủ đầu tư cũ, đó là chủ đầu tư Hanico 9. Hanico 9 là một chủ đầu tư của nhà nước thì đã bàn giao chậm tiến độ cho người dân, và thời gian cấp sổ cũng như là thời gian bàn giao là chậm, nên là đã mất cái sự tin tưởng của người dân và cái dự án Deliver. Ok, thế thì vậy có cái giấy tờ chứng minh nào là chủ đầu tư là chủ đầu tư của dự án Premier Deliver là Mastery không? Không anh ạ. Thì hiện tại thì theo như nếu mà anh ký hợp đồng thì trên danh nghĩa thì là vẫn là chủ đầu tư là Hanico 9. Nhưng mà tại sao chúng ta nên thực sự là an tâm? Thì tại vì chúng ta đã có bảo lãnh từ ngân hàng rồi, có thư bảo lãnh từ ngân hàng về dự án rồi, thì tất cả khoản tiền của anh khi được mua căn hộ của chúng tôi thì sẽ được chuyển vào một tài khoản tiết kiệm nằm trong ngân hàng Techcombank. Và như thế nào đấy, khi mà chủ đầu tư Mastery có không hoàn thành được nghĩa vụ của mình, không bàn giao đúng tiến độ, thì cái số tiền đấy hoàn toàn có thể trả lại cho anh và không đi đâu cả. Anh hoàn toàn yên tâm, đã có thư bảo lãnh từ ngân hàng Techcombank rồi. Nhưng mà hình như là bạn đang hiểu lầm câu hỏi của anh ấy. Tức là anh ấy không nghi ngờ gì vấn đề về tiền nộp vào chủ đầu tư, mà chỉ nói là cái vai trò của Mastery khi mà bạn nói rất là nhiều về Mastery ở cái dự án này là thế mạnh đúng không? Mà lại chưa thể hiện được cái vai trò Mastery, thậm chí khi khách hàng mua cũng chưa chứng minh được rằng là họ mua với Mastery hay là họ được quản lý với Mastery đúng không? Chính xác, thì ý của tôi là rõ ràng là các bạn nói rất nhiều về Mastery, nhưng mà trên giấy tờ pháp lý hoàn toàn là Hanico 9 hết, nó không có cái vai Mastery có một vai trò gì ở đây cả. Vậy thì phải chăng đây là một chương trình treo đầu dê bán thịt chó mà chúng ta vẫn đừng nhắc đến? Không phải. Thực ra là về cái vấn đề nếu mảnh đất NO01 thì như ngày trước thì thực ra này đã là mảnh đất của Hanico 9, nhưng đến bây giờ thì những mảnh đất đấy đã được bán lại và đã được trao quyền xử lý lại cho chủ đầu tư Mastery, cùng với đó là ngân hàng Techcombank. Phải chăng là chỉ là do trên quá trình là giấy tờ là vẫn là đang còn tên là Hanico 9 thôi, nhưng mà chủ đầu tư thực sự cũng như là đảm bảo về tất cả quản lý vận hành thì đều là chủ đầu tư Mastery. Thế thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì khi mà tôi mua dự án chủ đầu tư là một ông thì tôi lại đóng tiền cho một ông và tôi lại ký hợp đồng với một ông. Vậy thì sẽ không có ai chịu trách nhiệm cả. Đúng rồi. Rất là nguy hiểm. Sẽ có ngân hàng bảo lãnh chịu trách nhiệm thôi anh. Ngân hàng phải chịu trách nhiệm như thế nào? Anh đang quan tâm về vấn đề trách nhiệm gì ạ? Tất cả có những rất nhiều trách nhiệm, ví dụ như bàn giao thì ai là người chịu trách nhiệm? Bàn giao thì tất cả đã có trong hợp đồng rồi. Tất cả đã có trong hợp đồng và được ký kết với anh là anh có thể đọc rõ cái bản hợp đồng. Mà có thể lát nữa tôi sẽ cho anh tham khảo kỹ hơn về bản hợp đồng. Thì trong bản hợp đồng là như thế nào ạ? Trong bản hợp đồng của chúng tôi đưa ra thì nếu chủ đầu tư của chúng tôi trong vòng quá 90 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ mà không bàn giao kịp thời cho anh thì anh có thể, cái thứ nhất đó là chủ đầu tư sẽ phải chịu cái mức phí phạt, lãi phạt lên tới 0.055% giá trị căn hộ trên ngày, cái số ngày mà chủ đầu tư bàn giao chậm tiến độ. Cùng với đó là nếu mà chủ đầu tư bên tôi đã có rất là rõ trong hợp đồng quá 180 ngày kể từ ngày dự kiến bàn giao căn hộ mà không bàn giao căn hộ được cho anh chị thì anh chị hoàn toàn có thể là chấm đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và số tiền của anh chị thì như thế nào ạ? Đã nằm trong tài khoản của Techcombank và sẽ được ngân hàng bồi thường lại cho anh. Trong ngân hàng Techcombank nhưng mà tên người nhận thì vẫn là Hanico và ký hợp đồng cũng là Hanico. Thế thì mà trong khi anh vừa nói là Hanico bây giờ thì nó không còn tác dụng, nó không phải là chủ đầu tư nữa. Vâng ạ. Thế lúc đấy tôi sẽ gặp ai để đòi tiền? Gặp Techcombank ạ? À? Techcombank đã có bức thư bảo lãnh rồi ạ. Tại vì sao? Cái vẫn là một tài khoản của Hanico và của chủ đầu tư, nhưng nó sẽ được khóa và đóng băng trong ngân hàng. Thì sau khi mà anh chị đơn phương chấm dứt hợp đồng thì ngân hàng hoàn toàn có thể gửi lại cho anh chị hoàn toàn cái số tiền đấy. Đã có bức thư bảo lãnh ngân hàng, anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Và tất cả mọi điều thì đều có cái chứng cứ pháp lý nằm trong biên bản hợp đồng. Tôi cũng chưa thực sự thấy rõ ràng cái vai trò của Mastery lắm, vì nói rất nhiều về Mastery nhưng mà thực sự là
giấy tờ tôi hoàn toàn phải làm việc với HQ9, bởi vì trên mọi giấy tờ đều phải làm việc với HQ9. Và trách nhiệm của Techcombank chỉ là trả lại tiền, nhưng mà trường hợp như HQ9 người ta không chịu trách nhiệm đó thì chúng tôi phải làm thế nào? Ý anh là không chịu trách nhiệm gì ạ? Không chịu trách nhiệm gì ạ? Ví dụ như là cái tiến độ thi công mà không đảm bảo. Thì tất cả đã nằm trong hợp đồng rồi nha. Tất cả đã nằm trong hợp đồng rồi. Thì nếu như không đảm bảo hay đàn bàn giao muộn tiến độ thì sẽ chịu mức phạt như trong hợp đồng. Đúng rồi, nhưng mà đây là hai cô chín chịu trách nhiệm. Trong hợp đồng là ký gồm những bên nào? Là gồm có nhất là chủ đầu tư Hanico 9, thứ hai là ngân hàng Techcombank, thứ ba là chủ nhà Cảm ơn Hội, và ký hợp đồng ba bên. Đây là cũng không có gì của Mastery đúng không? Vậy thì đây, có đây là điểm mạnh của cái dự án này. Bởi vì từ đầu đến giờ tôi nghe đến Mastery rất là nhiều. Tuy nhiên đến thời điểm bây giờ thì chúng ta lại đang xoay quanh vấn đề pháp lý là chỉ có Techcombank và cả Hanco 9. Vậy thì nó sẽ có một cái sự mâu thuẫn ở đây là tôi đến mua, tôi sẽ mua bởi vì ai? Bởi vì anh giới thiệu với tôi là vì Mastery, vì Techcombank, bởi và vì cả cô Techcom nữa. Nhưng mà đến khi chúng ta dò ra về cái hồ sơ pháp lý thì lại không hề có Mastery ở đây. Thế nên là tôi đã có hai luồng suy nghĩ là từ đầu đến giờ khi mà chúng ta đã nói như vậy, nhưng mà đến bây giờ lại không có Mastery làm cái gì ở đây cả. Thế nên là rất là khó để mà tôi có thể tin tưởng rằng đây là sẽ là một dự án trung thực, bởi vì nó đã không trung thực ngay từ đầu. Thì cái lý do anh quan tâm bắt buộc là chủ đầu tư đây là Mastery là lý do chính là như thế nào ạ? Khi mà nếu mà bàn giao căn hộ thì chủ đầu tư khi bàn giao căn hộ thì đã có rất là rõ ràng trong biên bản hợp đồng rồi là có thể bàn giao đúng tiến độ cho anh. Nếu mà bàn giao chậm tiến độ thì anh hoàn toàn có thể có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, cũng như là bên chủ đầu tư họ sẽ là người trực tiếp giải quyết về vấn đề bồi thường cho anh chị. Thì tiếp theo đó là vấn đề như thế nào, vấn đề là được vận hành trực tiếp từ Mastery thì cũng đã có văn bản cũng như là đã có chứng thực từ chủ đầu tư Mastery. Vấn đề vận hành thì nó rất là đơn giản này. Chúng ta có thể quan tâm đến những điều như là anh đã quan tâm là bàn giao có đúng tiến độ không, hay là được vận hành từ ai, hay là nếu bàn giao không đúng tiến độ thì sẽ được ngân hàng là họ bảo lãnh cho dự án này. Thì đó là những cái vấn đề mà ta nên quan tâm. Còn những vấn đề ngoài luồng thì có thể là ta cũng không cần quá quan trọng lắm, thưa anh. Có chứ, tôi phải quan tâm chứ, bởi vì đây không phải là vấn đề ngoài luồng. Thưa anh thì anh thông báo đây chủ đầu tư Mastery đúng không ạ? Đúng rồi. Giống như dự án ở chỗ Trần Duy Hưng, chủ đầu tư các bạn sale nó rất nhiều là chủ đầu tư Vinhome, nhưng mà trên giấy tờ pháp lý lại là ngôi sao xanh. Vậy tôi thấy đó là một điều rất là mâu thuẫn và nó xảy ra rất là nhiều vấn đề, nó không hay xảy ra đúng không ạ? Đó không hề là vấn đề ngoài luồng. Tại vì sao mà tôi giới thiệu nhiều về chủ đầu tư Mastery? Thì chủ đầu tư Mastery nếu như theo văn bản thì không phải là chủ đầu tư chính thức của dự án này, nhưng mà là một trong ba nhà hợp tác phát triển tạo nên tên tuổi của dự án Premier Believer này, thì cũng là một chủ đầu tư, gọi là chủ đầu tư của dự án chúng ta, là một trong ba nhà đang phát triển. Thật ra nói đúng hơn là đơn vị phát triển, chứ đây không gọi là chủ đầu tư đúng không? Bởi vì vai trò của ông là quản lý vận hành thôi đúng không? À, tức là đơn giản là đơn vị phát triển chứ không phải là chủ đầu tư đúng không ạ? Chứ không phải là chủ đầu tư mà như chúng ta vẫn được nghe từ lúc đầu tiên cho đến hiện tại bây giờ. Đúng không ạ? Trên giấy tờ là như thế ạ? Và trên giấy tờ như thế thì thực tế cũng phải như vậy đúng không? Rồi, ban đầu bạn nói là cái lợi ích của cái dự án này là chúng ta có thể đầu tư sinh lời rất là tốt đúng không? Mà trong khi vừa nãy khi mà câu hỏi của anh Thanh dành cho bạn là hiện tại cái mức bán hàng của dự án là thế nào, thì bạn trả lời là nó có vẻ không được tốt lắm bởi vì là do tên tuổi của chủ đầu tư đúng không? Thế thì tại sao bạn lại nói là đầu tư có lợi nhuận rất là tốt? Bởi vì tôi đang muốn đầu tư một vài căn ở dự án của bạn. Thế nhưng mà với cái tốc độ bán hàng như thế này thì tôi sợ rằng tôi sẽ không bán được ra ngoài, chứ đừng nói là có lợi nhuận. Tại vì sao thì tôi nói là về cái dự án Medibur chúng ta là một dự án rất là đáng đầu tư. Thì tôi muốn nhắc lại là dự án thì hiện tại đang là một bán được đầu tiên
thì bao giờ cũng thế, những cái dự án mới bán được đầu tiên bao giờ giá cả nó cũng bao giờ cũng hợp lý hơn so với những khi đã cất nóc rồi, thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi mua giai đoạn đầu. Thứ hai thì chúng ta có thể nhìn xa hơn một chút, là một vài năm nữa khi có những thông tin quy hoạch đấy lên thì giá đất Long Biên sẽ tăng lên, cùng với đó giá đất tăng lên, giá nhà thổ cư tăng lên và giá chung cư sẽ tăng lên, thì cái tầm nhìn chúng ta sẽ đầu tư dài hạn hơn một chút so với những cái đầu tư đất đá. Nếu mà đầu tư đất đá là một lựa chọn là tôi nghĩ là không khuyến khích lắm, nhưng mà nếu đầu tư dài hạn thì hoàn toàn là một dự án xứng đáng để đầu tư. Dài hạn là tầm bao nhiêu lâu? Ít nhất là khi có những cái quy hoạch cầu sẽ hình thành lên, hoặc là khi đến khi bàn giao nhà thì chắc chắn giá nó cũng cao hơn rồi. Nếu bạn mua những căn đẹp thì sẽ được nhiều người quan tâm, thì chắc chắn là bạn sẽ sinh lời. Cầu Tứ Liên có quy hoạch từ năm 2006 và đến năm nay là năm 2018, vậy là sau 12 năm quy hoạch nó vẫn chưa lên. Giả sử như tôi bỏ tiền vào đây, một căn rơi vào khoảng 3 tỷ thì 12 năm sau thì tôi cũng chưa biết được rằng là giá nó có tăng hay không. Ý của anh là thông tin quy hoạch như thế đúng không ạ? Vâng, cầu về cái thông tin quy hoạch cầu Tứ Liên thì đúng là đã có những thì, và đã có những cái thông tin quy hoạch cũng được public ra hay là đã nằm trong bản đồ quy hoạch từ những năm 2006 rồi đúng không ạ? Thì theo những năm gần đây thì ít nhất là đến năm 2021 thôi thì cầu Tứ Liên sẽ xây dựng hoàn thành. Tại vì đến bây giờ thì theo những cuộc họp gần đây thì đã thông qua cái về cái thiết kế của cầu và cũng như là về cái thời gian mà bàn giao rồi, thời gian mà khởi công thì cũng là cần được public ra, cho nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Năm 2008 tôi cũng nghe thông tin y hệt như anh nói bây giờ. Đang khi đấy thì chỉ có là những cái quy hoạch thôi, còn rất là nhiều những cái vấn đề. Qua thì đến năm 2008 thì cũng là tầm nhìn đến năm 2021 đúng không ạ? 2008 không phải đến 2021. Tôi cứ cho là 2 năm nữa thì nó sẽ thực hiện cái quy hoạch đi. Thế nhưng mà theo bạn tính toán thì cái mức tăng trưởng của dự án bạn là như thế nào? So với ví dụ như là tôi có thể đầu tư căn rẻ nhất của bạn là bao nhiêu tiền? Căn rẻ nhất là 2 tỷ 700. 2 tỷ 7, dạy căn đấy là bao nhiêu mét? Căn đấy là tầng 3 là căn 78 mét. 78 mét. Hiện tại tôi đang tìm hiểu một cái dự án giống như cái dự án Hà Nội Homeland. Tôi đã đầu tư là căn 73 mét, nó có giá 1 tỷ rưỡi. 73 mét ạ? Đúng rồi, 72,9. Thì nó có một giá là 1 tỷ rưỡi. Thế thì theo bạn nghĩ thì cái mức giá của cái căn hộ Bediver của bạn ấy sau 2 năm nữa khi hoàn thành đi thì là mức giá nó lên được khoảng tầm mấy giá? Vâng, về cái vấn đề chị là chị đang so sánh về dự án này đến dự án Hà Nội Homeland hay là chị muốn? Tôi đang không so sánh, bởi vì tôi đang muốn là bạn đang nói với tôi rằng là cái dự án của bạn ấy thì là đầu tư lợi nhuận rất là tốt, thì tôi đang hỏi là cái dự tính về lợi nhuận của bạn nếu như có quy hoạch là nó khoảng tầm như thế nào? Vâng, thì cảm ơn câu hỏi của chị. Thì thưa chị là về đầu tư thì chúng ta đầu tư thì chúng ta nên quan tâm về cái tương lai sau này dự án có tăng giá được hay không. Còn về cái vấn đề chắc chắn tăng giá hay tăng giá bao nhiêu thì thưa chị là tôi cũng không dám chắc chắn khẳng định với chị là nó sẽ là tăng giá bao nhiêu hay là không tăng giá như thế nào, nhưng mà cơ hội tăng giá rất là cao. Thưa chị thì cái chị là người đầu tư thì chắc chị cũng hiểu là đầu tư bao giờ cũng có rủi ro, bao giờ cũng có rủi ro. Cho nên là nếu mà chắc chắn đầu tư thì tôi nghĩ là tôi cũng đầu tư rồi, đúng không ạ? Thì về câu hỏi của chị thì tôi theo những thông tin của tôi và theo tìm hiểu thì khả năng tăng giá sẽ rất là cao, chứ không nói là tăng giá là cụ thể là bao nhiêu. Đấy, chúng ta không thể biết trước được ạ. Rồi, thế thì tôi sẽ phải suy nghĩ lại, bởi vì nếu như chưa chắc chắn lắm thì tôi sẽ đầu tư một vài những dự án như Hà Nội Homeland. Dự án Hà Nội Homeland thì hiện tại thì đã là bàn giao giai đoạn cuối rồi, và mức giá nó thì hiện tại đang là từ 20 đến 22, 23 triệu một mét vuông. Thì những cái dự án mà bàn giao giai đoạn cuối thì tôi cũng nghĩ là không khuyến khích là những nhà đầu tư nên đầu tư vào. Tại vì sao? Hiện tại thì những cái căn đẹp còn rất là ít. Và hầu như là không còn căn đẹp tầng đẹp là một cái điểm mà chúng ta không nên đầu tư. Cái thứ hai đó là những dự án đầu tư giai đoạn cuối thì khả năng tăng giá nó rất là thấp, hầu như là không tăng giá nữa, nó khó rất là thấp so với những đầu khi mà bán. Thưa chị là những đầu khi mà bán thì tôi cũng là
Theo thông tin của tôi thì khi mà bán dự án Hà Nội Homeland thì lần đầu mà bán là chỉ dao động từ mức giá là 18 đến 18,5 triệu một mét vuông là từ tháng 5 của năm nay, tháng 5 của năm 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại mức giá giao dịch đang là những căn thấp nhất là từ 20,5 đến 23 triệu một mét, thì gọi là đây là mức giá trần rồi, mức giá trần của dự án rồi. Thì đợt cuối thì chúng ta cũng không khuyến khích là đầu tư dự án này. Tức là theo bạn là từ đợt đầu đến bây giờ là tăng khoảng được 5 giá đúng không? Thế thì dự án của bạn mở bán là vào tháng mấy? Dự án của tôi mở bán là vào tháng 10. Hình như tôi có tham gia một cái buổi mở bán vào tháng 8 thì phải. Tôi xin lỗi, đó là mở bán là tháng 8. Rồi, từ tháng 8 đến giờ của bạn tăng giá được bao nhiêu giá rồi? Mức giá vẫn dao động như cũ chị ạ. Thế thì vì sao mà bạn lại bảo tôi nên đầu tư vào đây trong khi một dự án khác nó chỉ mở bán trước bạn 3 tháng mà nó tăng 5 giá? Vì dễ dàng nhận thấy rằng là về cái phân khúc giá của dự án Premier Believer nó khác xa hoàn toàn so với dự án mà Hà Nội Homeland. Tại dự án Hà Nội Homeland tại vì sao nó bán rất là tốt, tại vì là cái phân khúc về một chung cư là phân khúc giá bình dân thì hướng tới rất là nhiều những đối tượng thể ở được, nên là rất là nhiều người quan tâm. Cùng với đó là cái vị trí của Hà Nội Homeland cũng rất là ổn, cho nên là đã tăng giá hơn rất là nhiều, nhiều người mua mà. Thế thì tôi đầu tư thì tôi cũng chỉ quan tâm đến cái việc là tôi không cần biết là tôi bỏ và tấy nhiều tiền hay ít tiền, nhưng tôi quan tâm nhất đó là bỏ ra được ít tiền nhất mà cái lợi nhuận thu về được cao nhất. Đúng không? Lẽ ra tôi bỏ vào dự án đấy 1,5 tỷ nhưng bây giờ nó tăng được 5 giá, nhưng nếu đầu tư vào dự án của bạn căn rẻ nhất là 2,7 tỷ nhưng bây giờ vẫn giữ nguyên. Tức là tôi đang bị lỗ. Nếu như tôi đầu tư của bạn vào tầm vào ngay từ đầu thời điểm tháng 8 thì tôi nhắc lại là nếu mà chị muốn đầu tư dự án Premier Over thì chị phải có tầm nhìn xa hơn một chút, và ít nhất là đến cái thời điểm mà bàn giao căn hộ thì mình sẽ sinh lợi được. Ít nhất là thời điểm bàn giao căn hộ. Tại vì sao chúng ta nên đầu tư? Tại vì hiện tại đang có chính sách rất là tốt so với dự án Hà Nội Homeland, là có những gì là được ngân hàng bảo lãnh và cho vay lên tới 70% giá trị căn hộ trong vòng 12 tháng kể từ khi ngày bắt đầu giải ngân, thì chị có thể hoàn toàn chỉ cần bỏ vào 30% giá trị căn hộ, và đến khi bàn giao căn hộ thì giá trị căn hộ lúc đấy thì chắc chắn nó sẽ cao hơn, chắc chắn sẽ cao hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Thật ra tôi vẫn thích mua ở dự án Northern Diamond hơn hoặc là dự án Eco City hơn, bởi vì tôi không thấy có một cái sự nổi bật của dự án Premier Believer này. Cái nổi bật nhất mà bạn trao đổi là chủ đầu tư, thì chúng ta phải phân tích ra thì không phải là Mastery là chủ đầu tư, chỉ là đơn vị phát triển. Cái nổi bật thứ hai mà các bạn cho rằng là nổi bật đó là quần thể thì cũng không đồng bộ với nhau. Cái nổi bật thứ ba bạn cho là vị trí trung tâm, thì vị trí trung tâm tôi không biết bạn coi vị trí trung tâm như thế nào, nhưng mà vị trí đường của Premier Believer rõ ràng là nhỏ hơn so với đường của Northern Diamond rất là nhiều, thậm chí nhỏ hơn đường của Eco City rất là nhiều, bởi vì hoàn toàn chỉ là tuyến đường mà ô tô vừa đủ tránh nhau thôi, chứ một ô tô mà đỗ bên đường là coi như là tắc đường. Đấy là một cái sự rõ ràng như thế. Trong khi đó các dự án đó đã về ở, và nếu mà để xem đem ra so sánh với dự án 118 Ngọc Lâm thì chắc chắn là 118 Ngọc Lâm ở cái vị trí cũng tương tự như vậy. Tôi phải đánh giá 118 có một cái vị trí tương tự như vậy, cũng đường xá như vậy, gần trường học hơn và nội thất hoàn thiện còn đầy đủ hơn rất là nhiều và đã về ở được rồi. Ngoài ra chính sách của 118 hấp dẫn hơn rất là nhiều, lên tới là 24 tháng lãi suất 0% cơ, mà đã về ở được rồi, đúng không ạ? Thật ra vì anh Thanh thì anh ấy tìm nhà để ở, cho nên là anh ấy phải tìm những tiêu chí để phù hợp với anh ấy thôi. Còn với tôi thì tôi đang tìm đầu tư, thì tôi chỉ cần cái nào ra lợi nhuận cho tôi thì tôi đầu tư. Nhưng mà cả hai phương án này thì như đều không phù hợp với dự án này. Tôi vừa gợi ý cho bạn đấy. Vâng, về so sánh của dự án, nếu mà dự án Premier Believer so sánh, nếu mà anh muốn quan tâm để ở thì so với khu vực là O18, hiện tại khu vực O18 cũng có những cái lợi thế nhất định, như là gần những cái trường học rất là lớn như trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều,
hai trường trung học cơ sở Ái Mộ. Nhưng điều đấy cũng là đem lại cho chúng ta là như thế nào, là một cái khó khăn nhất định, đó là hệ thống đường xá. Ở đấy là với cái mật độ học sinh rồi tan tầm thì rất là khó có thể di chuyển được trong khu vực đường đấy. Cùng với khu vực trong ngõ 390 Nguyễn Cử thì sao, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển bằng ngõ là 158 Nguyễn Sơn, hay là di chuyển vào bằng ngõ 390 Nguyễn Cử. Mọi tuyến đường thì đều là thông suốt, do xung quanh đấy thì cũng là mật độ dân cư đi cũng là khá là ít, cho nên là về cái quần thể cũng như đường xá, dự án Bever thì hơn so với là dự án Hoan 18. Em thấy chúng ta gọi là em thấy bên đấy trường có trường Ái Mộ ấy, mà vâng đông lắm, rất là ổn nhập lên trường. Không ngoài em cũng ấy bên đang kiểm tra nhé. Rồi ok, thế thì tôi và anh Thanh sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về cái dự án này của bạn. Nó phần vẫn hợp lý hơn, bởi vì cái thông tin mà bạn cũng vừa đưa ra đó là cầu Vĩnh Tuy đang mở rộng thì nó sẽ phục vụ mục đích cho nó phần nhiều hơn, đúng không ạ? Đường xá rộng rãi, căn hộ lại bàn giao rồi, giá thậm chí là còn rẻ hơn, chính xác không ạ? Thì hiện tại thì Northern Diamond đang có mức giá là từ 30 đến 31 triệu một mét. Thì những cái căn như là căn 99 mét Northern thì có một cái đó là diện tích thì rộng, và hiện tại thì bên tôi đang còn rất là ít căn. Hiện tại dự án Northern Diamond theo tôi tìm hiểu thì đang còn rất là ít căn, hiện tại cụ thể là chỉ còn 6 căn hộ thôi. Về cái sự lựa chọn của anh cũng rất là ít đi, người đó là như thế nào ạ, diện tích cũng lớn cho nên là mình có ít cái sự lựa chọn. Ví dụ anh muốn chọn căn 2 phòng ngủ thì rất là khó, hiện tại là không còn căn 2 phòng ngủ nữa. Vậy thì diện tích là ít nhất cũng là từ 99 mét vuông trở lên, tức là rộng đúng không? Diện tích rộng. Thế thì diện tích rộng thì càng tốt chứ sao nhỉ? Bạn ấy vừa nói là cái lợi của cái dự án Bremiver đó là diện tích rất là rộng mà. Không ạ, diện tích là hợp lý hơn. Còn nhiều loại diện tích cho anh. Thế diện tích nhỏ nhất của bạn ở Bremiver là bao nhiêu mét vuông và bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền hả bạn? Diện nhất ở đây là căn Bremiver là căn 71 mét vuông là 2.9 tỷ. Vậy thì như bạn vừa trao đổi là giá của Northern Diamond là 30-31 triệu, căn 99m thì tôi tính cho là 100 thì tương ứng với là khoảng 3 tỷ đến 3 tỷ 1. Vậy thì chênh nhau có khoảng 1-200 triệu mà được rộng hơn khoảng bao nhiêu mét vuông bạn nhỉ? Khoảng 30 mét vuông, đúng không ạ? Anh có thể hoàn toàn, xin lỗi anh một chút, anh có thể hoàn toàn là có thể chọn những căn khác như căn 78m hay căn 83m thì cũng là chỉ là từ 2 tỷ 7 thôi, một điểm khác biệt. Căn 71m và căn 78m. À, tức là cũng 2 tỷ 7, 2 tỷ 8 rồi, đúng không? Chắc ạ? Rồi. Thế thì so sánh cùng với diện tích 100m. 100m của Premier Bediver là bao nhiêu tiền ạ? 100m của Premier Bediver bây giờ tầm 3 tỷ 2 nha. Đúng không ạ? Mà chúng ta chưa về ở được luôn. Thế thì tôi hoàn toàn cân nhắc cái dự án đó phần nhiều hơn rất là nhiều. Thực sự lựa chọn Northern vẫn tốt hơn, lựa chọn Eco City vẫn tốt hơn. Eco City căn 80m thì phải, 85m thì phải, như có 2 tỷ 7 hả? 2 tỷ 6. Ừ, 2 tỷ 6 thì tôi vẫn còn dư ra khoảng 500 so với căn 80m của dự án Premier Bediver. Nếu mà xét một cách đơn giản thì tôi mua được 2 cái ô tô nhỏ hoặc mua một cái ô tô cỡ trung bình cho gia đình, và vị trí lại còn giống như thông tin quy hoạch của bạn trao đổi thì còn vị trí là nằm giữa hai tuyến đường quy hoạch, hai cầu cơ. Tôi thấy anh mua Eco City quá hợp lý, bởi vì là vẫn được cái chính sách ngân hàng, thậm chí còn được nhiều tháng hơn cả cái bên nhiều 20 tháng đúng không? Đấy, được tận 20 tháng. So với dự án Eco City thì dự án chúng ta sở hữu cái quần thể vị trí nó tốt hơn. So với, tại vì là dự án Eco City vâng là đúng là nằm cạnh khu đô thị đáng sống nhất, đó là Vinhome Riverside. Nhưng mà về cái hạ tầng về trung tâm mua sắm, gần các trung tâm mua sắm thì dự án Bediver thì được hơn rất là nhiều. Và cùng với đó từ cái khoảng cách di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội thì cũng được rút ngắn hơn rất là nhiều so với là dự án Eco City hay nằm ở xa
trung tâm Long Biên hơn. Nhưng mà theo tôi được biết là anh Thanh làm việc ở Bắc Ninh mà, chắc là về Eco City sẽ hợp gần hơn chứ đúng không? Chúng ta thì không vấn đề gì cả, chúng ta có vành đai 2, vành đai 3 khép kín thì không có vấn đề gì cả. Thôi thì ở liền kề khu đô thị đáng sống nhất thì Eco City sẽ là khu đô thị đáng sống nhì vậy. Tôi vừa gợi ý cho đấy. Khai thác khách hàng đi. Không khai thác được thông tin gì khách hàng, cứ đọc ra nhiều dự án làm gì. Vâng, thì hiện tại thì có phải là anh đang làm việc ở khu vực Bắc Ninh phải không ạ? Chính xác. Vâng, khu vực Bắc Ninh thì vâng, đúng là so với nếu anh làm việc ở khu vực Bắc Ninh thì anh đã có gia đình chưa ạ? Anh đã có gia đình chưa? Tôi có gia đình rồi. Vâng, anh đã có gia đình và chị nhà cũng làm ở khu vực Bắc Ninh hay là làm trong trung tâm thành phố Hà Nội? Không, chị nhà tôi ở Gia Thụy. Ở Gia Thụy ạ? Là... Đúng rồi, đúng rồi. Là gia đình mình đang ở Gia Thụy phải không ạ? Chính xác. Vâng. Thì nếu mà anh mà làm việc ở Bắc Ninh thì Eco City đúng là một dự án về vị trí khá là hợp lý so với anh. Nhưng mà để ở vậy thì chúng ta chỉ lựa chọn Eco City thôi, không cần phải lăn tăn cái gì cả. Khu đô thị đáng sống thứ nhì. Qua câu chuyện này bạn chưa khai thác ở khách hàng buộc một cái gì cả. Chưa hề biết tài chính khách hàng, chưa hề biết khách hàng làm việc ở đâu, vợ làm việc ở đâu. Đúng không? Cho nên khi tôi vừa gợi ý thì bạn còn hỏi xem là khách hàng ở đâu này. Bạn cứ chạy theo dự án nhưng bạn chưa biết hay biết là khách hàng muốn gì cả. Nhưng mà cương vị của tôi thì đang trả lời là các câu hỏi trong thuyết trình nên là tôi cũng chưa, nếu mà được gặp gỡ sau buổi thuyết trình này thì tôi có thể là trao đổi kỹ hơn, nắm bắt thông tin hơn. Thuyết trình của bạn đã kết thúc rồi, còn bây giờ bạn đang tư vấn cho chúng tôi. Tôi là khách hàng đầu tư này, còn đây là khách hàng mua. Tôi đã vừa gợi ý cho bạn rồi đúng không? Kể cả như là trong một buổi thuyết trình, nếu như mà họ đặt những cái câu hỏi như bạn phải hỏi ngược lại xem là hiện tại anh đang muốn hỏi cái câu hỏi đấy dành cho phân khúc khách hàng nào. Khách hàng làm ở phố cổ, khách hàng làm ở đâu đúng không? Kể cả không phải là anh mua cho anh thì anh đặt câu hỏi đấy dành cho đối tượng khách hàng nào. Đối tượng mua sẽ là ai và làm thế nào để tiếp cận được những khách hàng đó. Vâng, về dự án Freedom Believer thì đối tượng khách hàng mua chủ yếu là đối tượng đã sống và làm việc khu vực Long Biên và xung quanh dự án, đó là khu vực Bồ Đề, khu vực xung quanh dự án Bồ Đề, Lâm Du, Ngọc Lâm hay là Ngọc Thụy, Gia Thụy thì đều là những ưu tiên số 1 của chúng ta. Và cách thức tìm kiếm khách hàng chúng ta có thể tìm kiếm bằng nhiều kênh tìm kiếm khách hàng như là kênh online và kênh offline. Kênh online đây chúng ta có thể sử dụng như treo AdWords, treo Facebook. Thì những cái kênh treo AdWords hay Facebook, ví dụ như Facebook thì chúng ta nên khoanh vùng chủ yếu là khách đã sống và làm việc khu vực Long Biên, thì đó là kênh tìm kiếm khách hàng của Facebook và AdWords. Còn những kênh tìm kiếm khác như chúng ta ưu tiên telesale cho những khách hàng đã quan tâm các dự án ở khu vực Long Biên. Cái thứ hai, thứ ba là chúng ta có thể sử dụng nhiều kênh như kênh trực dự án, kênh marketing email hay marketing SMS thì đều là những cái kênh chúng ta có thể là tìm khách hàng. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một số kênh offline như kênh phát tờ rơi hay là trực dự án hay là treo phướn, thì đều là những cái kênh chúng ta có thể tìm những khách hàng, ưu tiên cho khách hàng đã sống và làm việc khu vực Long Biên. Vậy anh đánh giá cái kênh nào là kênh sẽ mang tính chất là then chốt để tìm kiếm khách hàng? Theo tôi thì kênh đánh giá then chốt để tìm kiếm khách hàng là những cái kênh online. Thì cái đối tượng khách hàng ở đây là những cái đối tượng với cái mức giá như này là chung cư cao cấp, thì đối tượng chúng ta nhắm đến là những cái đối tượng là có mức thu nhập khá là tốt. Cho nên là chúng ta không quá là tìm kiếm những cái kênh như là phướn hay tờ rơi, thì nó thực sự nó khó là hiệu quả bằng những kênh online như treo Facebook, AdWords. Thì những người mà đối tượng mà chúng ta nhắm tới thì họ thường làm việc trên mạng internet hay là trên Facebook, thì hoàn toàn chúng ta có thể tìm kiếm những cái kênh đấy là
là hợp lý hơn. Anh có thể cụ thể, chi tiết hơn được không? Là chúng ta có thể tìm kiếm kênh AdWords hoặc Facebook. Facebook thì chúng ta có thể khoanh vùng cụ thể khu vực trong khu vực Long Biên, và cái đối tượng khách hàng chúng ta nhắm tới độ tuổi là cái số tiền mà họ có thể mua được, thì độ tuổi ít nhất chúng ta nên nhắm tới là từ 30 đến 65 tuổi là những đối tượng phù hợp để mua chung cư này. Đó là chỉ một kênh Facebook thôi. AdWords, marketing email. Để anh cho biết cụ thể và chi tiết hơn đi. Vào thời điểm nào? Bạn sẽ lắp xong còn này lúc nào? Không thì chúng ta trong thời gian này thì chúng ta có thể duy trì ít nhất là một kênh online. Ví dụ như là kênh hiện thời điểm hiện tại thì chúng ta không nên quá là duy trì những cái kênh như là kênh Facebook. Chúng ta có thể duy trì bằng cái kênh online như là kênh AdWords hiện tại. Hiện tại thì cũng chưa phải là sóng nhiều của dự án BDP, nên chúng ta cứ duy trì ở đây đã, duy trì kênh AdWords để tìm kiếm khách hàng. Nếu có những người thực sự quan tâm thì họ chúng ta quan tâm phát sinh khách hàng là chuyện bình thường. Chúng ta có thể duy trì một kênh online, ít nhất là một kênh online, cùng với đó song song với đó là chúng ta nên duy trì một số kênh offline và rất là hiệu quả. Nên chúng ta có thể trực, nếu treo AdWords thì chúng ta có thể trực dự án, chúng ta có thể trực ngay kể dưới dự án ở đấy, tìm kiếm những khách hàng còn lại quan tâm đến dự án, hay telesale gọi lại điện thoại cho những khách mới, khách cũ. Ok, vậy thì dựa trên kinh nghiệm của anh thì những kênh anh đã sử dụng là kênh nào, và kênh nào đem đến hiệu quả lớn nhất cho anh? Vâng, những kênh tôi đã sử dụng đó là kênh Facebook, kênh AdWords, kênh trực dự án, telesale, marketing email, tờ rơi, treo phướn. Đó là những kênh tôi đã thực hiện. Thì có kênh mà tôi đánh giá là cao nhất đó là telesale và Facebook AdWords, là những kênh mà đem lại hiệu quả tốt nhất tôi đánh giá. Ok, mời sếp Hà. Ngoài những dự án Beniver đang bán thì hiện tại công ty của bạn đang bán dự án nào nữa ở khu vực Long Biên? Thưa chị, là về ngoài dự án Premier Beniver thì chúng ta đang bán những dự án như Northern Diamond, One 18, Zero Window, Hà Nội Homeland, Eco City, TSG, Lotus 190 Sài Đồng. Đối với cái phân khúc khách hàng vừa nãy, giống như anh Thanh đặt ra cái cách xử lý tình huống vừa nãy, thì theo bạn thì bạn sẽ, nếu như bạn đang bán tất cả các dự án như này thì bạn sẽ mời khách như thế nào lại? Bạn sẽ xử lý lại như thế nào? Còn nếu mời khách và biết anh Thanh đang quan tâm khu vực một chung cư khu vực Long Biên thì trước tiên là tôi sẽ telesale và mời chào dự án khu vực Long Biên, xem là mức độ anh quan tâm như thế nào. Trong cái cuộc telesale đấy thì tôi sẽ khai thác được thông tin của anh, là anh đang cần tìm khu vực nào của Long Biên, hoặc là vị trí anh sống ở đâu, làm việc ở đâu, để đưa ra cho anh một cái phương án phù hợp. Tôi sẽ khai thác là tiếp theo là tôi sẽ khai thác về cái tài chính của họ là như thế nào, mức lương hàng tháng của họ bao nhiêu. Nếu cụ thể hơn là như thế thì tôi sẽ đưa ra cái phân khúc chung cư phù hợp nhất để anh lựa chọn. Ví dụ anh làm việc bên khu vực phía Bắc Ninh ạ, và gia đình bạn xử lý luôn cái tình hình trạng khách vừa nãy đi. Khách vừa nãy đang nói là anh làm việc ở Bắc Ninh và gia đình anh đang sống ở Gia Thụy đấy. Tiếp tục đi. Gia đình đang sống ở Gia Thụy, và cái vấn đề quan trọng là cái vấn đề hiện tại thì dự án bên vừa chúng ta thì di chuyển sang khu vực Bắc Ninh cũng rất là dễ dàng. Qua con đường Ngô Gia Tự thì chúng ta có thể di chuyển qua cầu Đuống cũng rất là dễ dàng. Về khoảng cách thì tôi nghĩ là không là vấn đề quá lớn khi chúng ta mua dự án này. Quan trọng là nếu mà anh đã có gia đình con cái thì quan trọng là chỗ ở của chỗ ở, chỗ làm việc của chị ở đâu, hay là em đang chỗ làm em hỏi anh đi. Vâng, thế thì cho tôi hỏi là hiện tại thì
chị nhà mình đang làm việc ở đâu, khu vực nào? Vợ tôi làm ở Blockchain. Blockchain ạ? Vâng, Blockchain thì và anh chị đã có con rồi đúng không ạ? Có con rồi ạ. Thì con đang đang học tập ở đâu anh? Con tôi học trường V-School. V-School ạ? Dạ vâng. Thì về cái vấn đề con học V-School thì cái vấn đề con học V-School, nếu học trường V-School thì vấn đề xe đưa đón thì rất là dễ dàng, thì vấn đề đấy cũng không cần quan tâm cần thiết cho lắm. Nhưng về vấn đề chị làm bờ đá chem thì một lựa chọn cho anh là lựa chọn là dự án Bellevue cũng rất là hợp lý, khi kể cả anh và chị thì di chuyển lên chỗ làm thì rất là dễ dàng. Và cho tôi hỏi là hiện tại cái khả năng tài chính của gia đình mình đang nhắm tới là bao nhiêu ạ? Là chung cư khoảng bao nhiêu tiền? Thực ra càng rẻ càng tốt. Dạ. Càng rẻ càng tốt. Dạ vâng. Thì dự án của chúng tôi, dự án Premier Bellevue hiện tại đang có mức giá là từ 2 tỷ 7 đến hơn 4 tỷ một căn, với căn 2 đến 3 phòng ngủ. Thì anh đang quan tâm là căn 2 hay 3 phòng ngủ ạ? Căn 91m2. Tôi quan tâm căn 91m2. Căn 91m ạ? Gia đình tôi sau này sẽ ông bà xuống nữa, cho nên chúng tôi sẽ chọn căn hộ 1 tầng 90m. Khoảng tầm 90m phải không ạ? Khoảng tầm 90m thì hiện tại thì dự án chúng tôi có căn 2 phòng ngủ là diện tích là từ 71 đến 88m, gọi là 89m. Thì nếu mà căn 2 phòng ngủ là căn 88m, hiện tại chúng tôi đang mức giá là từ 2.9, 3 tỷ một căn. Thì anh thấy cái khả năng tài chính của mình có phù hợp với dự án này không ạ? Thôi, được rồi, vợ chồng tôi sẽ bàn về bàn bạc và sẽ gọi lại cho anh sau. Cảm ơn anh nhé.